chào anh em. Cũng như lời hứa, nay mình hướng dẫn chi tiết làm cái ống lắng nha. Nếu như mình làm cái thùng lắng á, theo cái hiệu kiểu hồ kia thì mình phải đi cái filler, nó đi nó hút xuống dưới đáy, rồi nó đi qua cái thùng lắng, xong nó đi qua cái vàng lọc dưới, rồi nó bơm lên trên. Còn này là mình làm cho nó đơn giản, là ai đang xài lọc tràn trên nè à, muốn làm cái ống lắng này cũng đơn giản. Mình đo cái hồ mình, cái chân 60, cái cao 50, cái lọc 20 nữa là 1m3, mũ cống 1m5. Ống này là ống 114, mua hai cái nắp. Rồi ở dưới mình khoan cái đáy ngay giữa ha, làm cái ống xả ra. Ở trên khoan cái lỗ dưới đây, mình canh sao cho nó ra ngay chỗ lọc tràn xuống nè, khoan cái lỗ ra. Rồi nguyên lý làm gì, và từ cái máy bơm sẽ bơm lên đây, đi thẳng cái ống này. Ở trong đây nó có cái ống luôn nha, cái ống trắng á, ống trắng đi thẳng xuống dưới đáy, xuống thẳng dưới cái đáy đây. Thì mình á, mình sẽ là cho cái ống thẳng xuống đáy, rồi mình chụp ngay cái lỗ xả, mình chụp cái đòn mà cho đừng có cái gì cũng được, chặn cho đừng có đá nhâm thạch mấy cục bự bự đừng có lọt vô cái lỗ, chặn lại thôi. Mình làm nó cao lên khoảng 2 tấc đi. Đó, bắt đầu mình bỏ nhâm thạch xuống, bỏ nhâm thạch xuống khoảng 50 đi, 50 cm. Xong rồi tới chổi lọc và lên mét mấy rồi, lên tới đây rồi. Rồi, anh em thích bỏ gì thì anh em bỏ ha. Thì nó sẽ bơm xuống, nó bơm xuống thì nó chặn cái nhâm thạch, nó sẽ chặn cái cặn ở dưới. Cái cặn của cái phần ấy nằm dưới, rồi nước sạch nó đi lên, nước sạch đi lên tới đây là nó có cái khúc giữa này, nó có chổi nữa, mình để chổi vô thì nó ngăn lại lại, chỉ ra đây á là coi như gần như là nó sạch rồi. Đổ qua lọc tràn này nó xuống dưới hồ. Rồi, đơn giản ha. Nguyên lý làm việc thì anh em thấy nó quá đơn giản, không có gì cầu kỳ hết. Mà nó đỡ phải chuyển là thành lọc tràn dưới. Thường là phải muốn lọc tràn trên, mà muốn có cái thùng lắng là phải chuyển xuống lọc tràn dưới. Cực, con này để nguyên vậy luôn, dứt hết. Rồi, chúc anh em thành công nha.